để chúng ta có thể tỏa sáng như ngày hôm nay. Và đó chính là những cái điều tuyệt vời nhất mà Lurcinn đã tạo ra một môi trường lý tưởng để chúng ta cùng nhau làm việc. Tất cả chúng ta sau chuyến đi này, chúng ta sẽ đoàn kết hơn, yêu thương nhau hơn và chúng ta sẽ hạnh phúc hơn mỗi một ngày, đúng không ạ? Công ty Lurcinn sẽ luôn cố gắng và nỗ lực hết mình để có thể giúp đỡ tất cả các bạn từng thành viên có thể phát triển và bùng nổ trong thời gian tới. Và đến bây giờ thì phát triển của chúng ta xin được bắt đầu. Chúng tôi xin được chúc mừng Hoa hậu Vũ Thị